việc gì đấy? Mấy tháng sau em gì nhỉ? Chắc phải đi chợ. Vâng. Đến thêm mấy đứa ơi. Dạ. Hôm nay chúng mình làm gì? Em sẽ làm bánh rán đi. Ừ, được đấy. Em chưa lên. Em hái hoa. Ồ, được đấy. Mình đi làm luôn nhé. Thank you.
Cho thêm ít nữa không? Không. Để em đang thử cái này xem nó sẽ... Để em đang thử cái cách này xem nó có được không? Năm cái rồi. Hai chị em mình đang là 7 cái, còn 2. Dây không? Em cắt thêm cho. Cắt anh dây nhỏ đi. Cắt dây nhỏ đi. Còn bao nhiêu phân nhỉ anh? Mỗi bên là 30 phân. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây, nào.
này của em này. Thơm quá. Dạ em biết ngay mà món thủ của chị phải làm này rồi. Vinh nhở? Mời mọi người. Nào.